Bộ phim Trường Học Ma Ám tập 1. Câu chuyện này được kể về một cậu bé 10 tuổi đang học ở trường tiểu học. Cậu đi học với người bạn cùng lớp, nhưng có một điều cực kỳ kỳ lạ và bí ẩn đang ẩn sâu ở ngôi trường mà cậu ta đang học. Để mà biết được điều đó là gì, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục xem bộ phim này nhé. Dậy đi ông nội ơi. Hả? Có chuyện gì vậy? Trễ rồi mà ông ngủ hoài. Ủa bây giờ là mấy giờ mà trễ? Đâu để mình đi xuống dưới đây mình coi coi là mấy giờ rồi. Trời đất ơi, bây giờ là 9 giờ rồi. Trời đất ơi, đi học vào lúc 8 giờ mà bây giờ là 9 giờ rồi. Giờ là mình phải đi tắm đi rửa thôi. Sao ông biết như vậy mà không gọi tôi sớm hơn? Thì nãy giờ tôi kêu ông hoài mà ông có dậy đâu ông nội. Rồi lên xe đi, tôi chở ông đi học nè. Trời ơi, chạy được không đó ba? Chứ tôi thấy là tôi hơi bị sợ luôn rồi đó. Đừng rồi, cho tôi nói đường bài. Mày có tin tưởng tao đi đâu rồi, không yên tâm. Không, đừng. Phong ơi, đừng. Tao bảo mày cứ yên tâm, không yên tâm. Mày lại của tao. Yên tâm. Thôi Phong ơi, đừng ngại. Đừng rồi, không. Đến đâu rồi nè? Trời đất ơi, tôi chạy rất là an toàn luôn đó. Thôi bây giờ mình đi vào trường thôi, không thôi là bị trễ về là ông thầy ổng đuổi mình đi về là mình sẽ bị mẹ mình đánh đó. Trời ơi, mình phải chạy đi thật nhanh mới được, không thôi là thầy đuổi mình đi về. Trời ơi, chỉ còn cái vài bước đó thôi. À, hôm nay là mình phải học tiết nấu ăn. Hô, trời ơi, mình đã cố gắng hết sức như vậy mà điểm mình vẫn còn thấp nữa nè, học ngu quá trời luôn, hô. Hô, thế nào về nhà cũng bị mẹ đánh cho tét nít rồi còn chửi nữa nè, hô. Thôi bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi đó, bây giờ mình tranh thủ mình đi ăn trưa đi, không thôi là một tí nữa là mình tới giờ học. Hello, bất ngờ chưa ông già? Chú ơi, bán cho con cái gì mà ăn nó vừa ngon mà nó vừa rẻ mà nó lại vừa nhiều nữa đó chú. À, món đó chú có nè con. Nhưng mà không biết là con có muốn ăn hay không. Món này cực kỳ ngon, rẻ mà còn bổ nữa. Con muốn ăn cay không? Ăn cay á, ăn cay miễn phí luôn á con. Gì vậy trời, tôi đến đây là tôi muốn ăn cái gì để cho no chứ không phải là tôi muốn ăn cay đâu. Thôi cảm ơn, tôi có ở trong cái ba lô của tôi nè. Trời ơi, mình chỉ nói giỡn có chút xíu mà cái ông ở trong bán trong canteen khó khăn quá trời luôn. Quá là ngon luôn. Trời ơi, mình muốn ăn thêm một dĩa nữa. Gì mà ăn hoài vợ, sắp tới giờ học rồi đó. Bây giờ chúng ta phải tranh thủ đi học thôi. Khúc này sau khi mà hai bạn đã ăn xong thì bỗng nhiên mặt của bạn Huy đã biến đổi thành một khuôn mặt khác. Hình như mình mới vừa nhìn thấy cái gì đúng không ta? Thôi, chắc cái đó là chỉ là hoa mắt thôi. Thật không may, vì khoảnh khắc này đã được bạn Đạt nhìn thấy rõ cận cảnh. Bạn Đạt đang nghi ngờ đây liệu có phải là bạn của mình không? Sau khi bạn Huy đã uống một cái ly nước gì đó, thì mặt của bạn Huy đã trở lại bình thường. Không thể nào mà hoa mắt được. Mình mới vừa nhìn thấy rõ ràng là bạn đó đang thay đổi khuôn mặt của mình. Có khi nào ở trong ngôi trường này bị ma ám không ta? Bắt đầu, bạn Đạt cảm thấy nghi ngờ về chính người bạn của mình. Không biết đây có phải là người bạn của mình hay không, hay là một người nào khác đã giả dạng thành bạn của mình. Sau khi kết thúc môn tin học thì tiết toán cũng đã đến. Hai bạn Đạt và Huy đang lay hoay tìm phòng toán để mà vào học. Sau khi học xong thì bạn Đạt cảm thấy như là bạn Huy như là một người lạ khác. Vì lúc trước bạn Huy cực kỳ giỏi môn toán. Nhưng ngày hôm nay, tất cả các môn bạn Huy đều lại điểm kém. Có một chút nghi ngờ nhưng Đạt quyết định là an ủi bạn Huy. Trời đất ơi, điểm kém thì về bị mẹ đánh tét đít thôi chứ có gì đâu mà phải sợ nè.
Bây giờ đã đến tiết nói hình. Bây giờ bạn Đạt đang đi vào phòng nói hình. Sau khi đã học xong môn nói hình vẽ thì hai bạn đều bị điểm kém. Do là tối hôm qua bạn Đạt thức khuya chơi game quá nhiều cho nên hôm nay bị điểm kém. Bỗng nhiên ngôi trường đã bị cúp điện và tất cả các bạn trong phòng học đều biến mất một cách kỳ lạ. Bạn Đạt có một ý kiến. Huy ơi, bây giờ cậu và tớ đi tìm lối thoát để mà thoát ra ngoài thôi nha. Sau khi mà bạn Huy nghe bạn Đạt nói một câu thoát ra ngoài thì bạn Huy đã đứng hình mất 5 giây. Và bạn Huy nói: có bóng đèn rồi nè, không cần sợ bóng tối nữa nha. Thì bạn Đạt nghe bạn Huy nói như vậy thì cũng đỡ sợ một tí, cho nên bạn Đạt cười. Bỗng bạn Đạt đi ra ngoài hành lang thì thấy có một người giống như là một thầy ma bước vào phòng hiệu trưởng. Bạn Đạt sợ quá là á lên và bạn Đạt nói: Hô hô Huy ơi, hồi nãy mình mới thấy có một con ma kìa. Mình còn thấy nó đang đi vào phòng hiệu trưởng nữa đó. Trời ơi, ghê vậy đó hả Đạt? SOS. Thì lúc này hai bạn Đạt và Huy đang lay hoay và sợ hãi. Thì bỗng nhiên bạn Đạt có linh tính là không hay, cho nên bạn Đạt quyết định là tự chạy đi một mình tìm lối thoát ra ngoài. Vì lúc ban nãy bạn Đạt có chợt nhớ ra trong phòng canh tin, lúc mà hai người đang ăn trò chuyện với nhau thì mặt của bạn Huy đã biến đổi thành một khuôn mặt của ác quỷ. Hiện tại thì bạn Đạt đang rất hoảng loạn, lo sợ vì không biết đêm nay mình có thể về nhà được hay không. Vì trong chính căn trường của mình bây giờ đã trở thành một căn trường ma ám, không có một bóng người, toàn bộ học sinh biến mất một cách kỳ lạ và có những thay ma bóng ma đang đua nhau để mà rượt bạn Đạt. Trời đất ơi, có cái con gì ở ngoài sao mà nó rượt mình hoài vậy? Bây giờ là mình phải chạy thật là nhanh để mà mình tìm lối thoát để mà mình có thể thoát ra ngoài. Bây giờ lối thoát đang ở đâu vậy ta? Thì bỗng nhiên bạn Đạt nghe bạn Huy nói: cứu mình với. Bạn Đạt liền hỏi: Huy ơi, bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu đã bị ác quỷ bắt rồi đúng không? Bỗng nhiên bạn Đạt thấy bạn Huy đứng ở một góc rất là xa và nói: mình vừa thấy có hai con bóng ma luôn kìa Đạt ơi, mình sợ quá. Ủa, ở đâu? Mình có thấy đâu? Thì bỗng nhiên bạn Huy nói: nhìn đi kìa, nó đang đứng ở trước mặt của cậu đó mà cậu không thấy sao? Ủa, trước mặt mình làm gì có con ma nào đâu, mình chả thấy con nào hết. Các bạn có thấy một điều kỳ lạ ở đây không? Bạn Huy vừa nói và vừa cười. Ở đây có hai cặp luôn đó. Ủa, hai cặp gì? Mình chả thấy có con nào cả. Hay là bạn đang bị sốt rồi bạn nói khùng nói điên đúng không? Thì bỗng nhiên bạn Đạt nghe tiếng bước chân ở đâu từ xa chạy lại, thì thấy có một bạn tóc trắng đang bước lại gần. Và bạn Huy đứng yên một cách bất chợt và biến mất. Bây giờ hiện tại bạn Đạt rất là sợ hãi, nhưng bạn Đạt vẫn quyết định can đảm để hỏi bạn tóc trắng. Cậu ơi. Ơi. Hồi nãy á, cậu lúc mà cậu đang lợi chỗ của mình á, thì cậu có thấy cái bạn nào đang đứng kế bên mình không? Và bây giờ bạn đó ở đâu rồi, bạn có thấy không? Sau khi mà nghe bạn Đạt hỏi xong thì bạn tóc trắng tự chạy vào trong căn phòng học, đứng yên thinh một chỗ. Sau đó thì bạn tóc trắng biến mất một cách kỳ lạ. Cả hai bạn Huy và bạn tóc trắng đều biến mất một cách kỳ lạ đầy bí ẩn. Và không những có vụ việc đó, các bạn có thể thấy là trong căn phòng lại xuất hiện ra một bàn tay xanh lẹ. Bàn tay này khá là nhỏ bé, giống như là của một học sinh đã mất cách đây lâu ngày rồi. Và không những như vậy, khi bạn Đạt di chuyển đến đâu thì bàn tay nó cứ di chuyển theo bạn Đạt đến đó. Tới lúc bạn Đạt quay lại chỗ cũ thì bàn tay lại biến mất một cách kỳ lạ, giống như là hai bạn vừa rồi. Và bạn Đạt đi lại cái chỗ đằng kia và vẫn không thấy bàn tay đó ở đâu nữa, biến mất một cách kỳ lạ giống như hai bạn vừa rồi luôn. Ngôi chùa này đáng sợ quá. Cứu mình với Đạt ơi. Hả? Hình như là mình nghe tiếng bạn Huy. Cậu đang ở đâu vậy Huy? Sau khi mà nghe tiếng cầu cứu của bạn Huy thì bạn Đạt quyết định là sẽ đi tìm bạn Huy.
Mặc dù lúc này bạn Đạt rất là sợ hãi, nhưng mà vẫn quyết định can đảm cứu bạn của mình. Huy ơi, cậu đang ở đâu rồi? Tớ muốn đi về nhà, tớ không muốn ở trường này nữa đâu. Ôi, sợ quá. Hey, không được, mình không được bỏ cuộc, mình phải cứu bạn của mình. Mặc dù hiện tại thì bạn Đạt đang gặp rất là nhiều nguy hiểm, nhưng mà bạn Đạt vẫn quyết định phải cứu cho bằng được bạn của mình.